một siêu phẩm tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Nói thực sự ra thì chủ cũng mới gửi gấp em hôm nay thôi đó, mà em đi quay liền cho anh chị, cô chú anh chị xem đây. Chủ đã quá kẹt tiền rồi, đã gọi là vô thấy bí rồi, bán cái lô đất này giá cực kỳ rẻ luôn, nói chung là giảm sâu luôn, bán lỗ luôn anh chị, nói thẳng ra là bán lỗ luôn. Và cái lô đất này giá chỉ có 800 triệu đồng thôi anh chị. Cái nhà đất Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả cô chú các anh chị. Em là Điền đây. Và chào tất cả cô chú anh chị một buổi sáng tốt lành và nhiều sức khỏe. Hôm nay em Điền sẽ giới thiệu anh chị một lô đất 800 triệu đồng. Mặt tiền đường là 57m anh chị. Rồi trước mặt của anh chị đây là đường ngã ba, một ngã ba. Mình rẽ vào bên này là mình đi vào khu dân cư nha anh chị. Và mình rẽ bên tay phải mình đây là ra lại tỉnh lộ 329. Thì cách tỉnh lộ 329 tầm vài trăm mét anh chị. Nói chung là ở đây là khu dân cư cũng được, chứ không có thưa lắm, cũng được, cũng tương đối là gần đông á anh chị. Rồi cái hướng trong này, hướng đi vào trong này là mình đi xíu nữa là gặp qua một cái suối. Cái suối đó là kêu là cái suối cầu một anh chị. Đó là qua bên đó là Hòa Hội rồi, qua bên kia là Hòa Hội rồi. Rồi hiện tại em đang ở đây là ở xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Em xin giới thiệu với anh chị một lô đất đây gần 600 m², 500 chính xác là 592,8 m² anh chị. Rồi trước mặt anh chị đây là cái đường nhựa rất là rộng, mới trải luôn, mới luôn. Rồi rộng khoảng là 6m, 6-7m gì đó. Và em xin giới thiệu anh chị đây, cái lô đất đây nó có diện tích là 57m mặt tiền đường này đó, mặt tiền đường nhựa này luôn nha anh chị. Và nó có cái là nó chiều sâu nó hơi ngắn anh chị, bên này sâu được 7m anh chị, còn phía bên kia là sâu 13m. Và cái hậu của mình nở hậu nha anh chị, 59m anh chị. Hiện tại đất của mình là có 3 mặt tiền đường luôn anh chị, đường hiện hữu hết nha. Đây bên hông đây có một con đường này, đường mòn đi vô trong đất người ta anh chị. Và bên này cũng có mặt tiền ranh là từ đây nha anh chị, ranh đất là mình từ đây nè đó, từ ngay chỗ đường này qua tới đây 57m lần anh chị. Từ đây mà ra chỗ trung tâm xã Xuyên Mộc cũng như là ngã tư Xuyên Mộc thì khoảng là 2 cây số đó anh chị, 2 cây số. Mình chạy ra ngoài kia tí là tới qua Hòa Hội, qua cầu một là Hòa Hội. Rồi đây cái ranh mình sẽ tới đây anh chị, và mình sâu vào trong là 12m, 13m anh chị, 13m. Bên này đường hiền hữu nha anh chị. Đây, bây giờ cái chỗ này thì đã có điện đài, điện mình thì có điện ba pha luôn, nó không dính trong đất mình nha anh chị, nó nằm ngoài đất. Và chỗ này đã có sử dụng nước máy rồi anh chị, ở khu dân cư ở đây rồi. Nói chung là đất mình thì hơi thấp so với đường, nếu mà anh chị mua thì anh chị có thể rào kè lại, mình đổ thêm đất lên là quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Giá thì em cũng nói rồi, giá em nói từ đầu video 800 triệu anh chị, 800 triệu mà sở hữu hơn gần 600 m², và có mặt tiền đường rất là dài luôn, 57m các vị. Mình có thể mình mua đầu tư, mình để đó từ từ dân đông dân là mình làm giấy trò cũng được, và mình có thể mình để lâu dài, hoặc là mình làm cái nhà vườn, mình về đây mình trồng cây trồng cối rồi mình ấy cũng được anh chị. Hiện tại đất mình là đang có quy hoạch, trên bản quy hoạch là đất trồng cây hàng năm khác anh chị. Nói chung là cái đất này là không phải là dính quy hoạch gì hết, không phải là quy hoạch Phủ Hồng, nhưng mà đất này là đất cũng tựa giống như là đất trồng cây lâu năm anh chị, thay vì không trồng cây lâu năm nhưng mà mình trồng cây hàng năm khác vậy đó.
Cái đất mình thì đúng theo luật pháp Việt Nam thì đất trồng cây lâu năm hoặc là trồng cây hàng năm khác thì sẽ không cho xây dựng nhà kiên cố anh chị. Nhưng mà mình có thể làm nhà vườn, nhà sơ sài, mình ở mình làm vườn cũng được, ok. Nói chung là đó là theo pháp luật Việt Nam nữa thôi, chứ thực sự xung quanh đây thì đây nhà cửa đây không có thổ cư mà vẫn xây bình thường anh chị. Rồi trước mặt của cô chú anh chị đây là em đang sử dụng là Google Maps anh chị, cho mình có thể hình dung lô đất mình được rõ hơn. Rồi trước mặt anh chị, để cô chú anh chị đây là vị trí lô đất mình đó, em đang ở vị trí đất luôn anh chị. Đây, nó mặt tiền của mình là sẽ dài tới đây, từ đây tới đây là 57m mặt tiền đường nhựa. Rồi bây giờ mình đi ra ngã ba này, mình rẽ vào phía trong này thì khu dân cư này anh chị có thể thấy nè. Đó. Rồi mình rẽ ra ngược lại thì mình đi ra tỉnh lộ 329 này, mình rẽ ra đây và mình quẹo hướng nào cũng được. Đi đường này và ra đây. Đó. Ở đây mà là mặt tiền đường 329 đó nè. Rồi. Cái chỗ gần chỗ mình đây là có một cái khu gọi là khu resort, khu du lịch Safari đang xây dựng ở đây. Đây. Rồi. Mình ra tỉnh lộ 329, mình rẽ vào đây là mình đi vào Hòa Hội nè anh chị. Đây, Hòa Hội. Và mình rẽ ngược lại, mình ra ngoài ngã tư Xuyên Mộc, chợ Xuyên Mộc. Và nói chung đây là trung tâm xã Xuyên Mộc luôn anh chị. Rồi, từ chỗ xã Xuyên Mộc này mình nè, mình đi xuống đây là Phước Bửu rồi nè anh chị. Khoảng vài cây số thôi, Phước Bửu, và mình đi xuống đây là biển Hồ Tràm. Và ngã tư Xuyên Mộc thì mình đi đâu cũng được, mình rẽ đi Bình Châu cũng được, và mình đi Sài Gòn, Đồng Nai cũng được, đi thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu cũng được luôn anh chị. Đây, đó. Từ thành phố Hồ Chí Minh xuống vị trí đất của mình thì khoảng là 2 tiếng rưỡi đi cao tốc thôi anh chị, cũng gần. Mình có thể mình cuối tuần mình chở gia đình mình xuống, mình làm nghỉ dưỡng, mình làm vườn gì đó, nghỉ dưỡng dưới này cũng được anh chị. Đó. Từ đây về Xuyên Mộc cũng khá là gần anh chị à.